Dạ vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Vua Hoàng Nhật chuyên về xe thể thao. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục review cho bác một con xe dòng xe 3 sóc, một chiếc xe thương hiệu nội địa Nhật. Một chiếc xe đã qua sử dụng tại Nhật, khung thép, càng thép các bạn, con này full thép. Vâng, con này thì các bác cứ lên chiều cao cho em là từ 1m65 trở lên các bác nhá. 1m65 trở lên thì rất là đẹp. Vâng, về xe này thì nó sẽ trang bị cho bác là với một chưa cặp sóc trước và có cho các bác là một chiếc sóc sau này. Đấy, dùng lửa xo cực kỳ là ok các bác nhá. Khỏe lắm, cực kỳ là khỏe luôn các bác ạ. Vâng, sơn là sơn zin các bác nhá, sơn zin. Sơn của xe là sơn màu cam rất là đẹp các bác. Đây là cái điểm nối này. Dòng xe này là dòng xe địa hình gấp các bác nhá. Dòng xe địa hình gấp sử dụng 3 sóc. Đây là các bác nhìn thấy chi tiết của xe nó rất là chắc chắn. Về nó trang bị cho bác là khung thép. Đấy, đi các bác đi cảm giác mạnh quá là sướng luôn các bác. Phanh là phanh chữ V, dòng phanh phanh nhôm các bác nhá. Phanh chữ V. Vâng, về đùi của nó cũng là đùi thép các bác, đùi thép. Và con này thì nó sử dụng cho bác là một đĩa nhá, một đĩa và 6 líp. 2 4 6, đấy 6 líp. Đấy, bộ xích líp của nó là bằng xịa của nhà Shimano các bác nhá. Đấy, bộ chuyển động của nó cũng là Shimano Tunay các bác, Shimano Tunay. Phanh là phanh nhôm. Đấy, nan hoa thì trang bị là nan hoa inox chân đồng các bác nhá. Lốp là lốp zin luôn theo xe các bác nhá. Vâng, lốp xe này thì vành thì nó sơn cái màu đậu đỗ mận này, rất là đẹp các bác, rất là đẹp. Vâng, lốp là lốp 26. Vâng, chiếc lốp 26 nhân 2.0 các bác. Lốp 26 nhân 2.0 các bác này. Quá là ok, dòng xe địa hình đó nhá. Chiếc xe này thì có cả rìa chắn bùn phía sau đây các bác này, rìa chắn bùn phía sau dạng rìa lá lúa các bác nhá. Vâng, cọc in cũng là cọc in zin. Cốt của xe là cốt in zin các bác, còn có mình cái da in thì bên em bọc lại thôi. Các bác có thay đổi chiều cao thì nâng lên hạ xuống cho cái con tì bật nhanh các bác này. Đấy, lỗ sò là đi cực là nhún các bác. Xe này thì số của nó là số vặn Shimano Rivosit các bác nhá. Đấy, số vặn rất là bền. Với dòng xe địa hình này thì về càng thép, về bu tăng ghi đông cũng là dòng bu tăng ghi đông thép các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn các bác đi cực kỳ là sướng luôn. Đấy, tay phanh này, tay phanh nhôm này. Con này thì chung này chung zin theo xe luôn các bác. Ghi đông hình cánh én rất là đẹp. Càng của xe là càng thép phía trước các bác nhá. Phanh trước cũng là phanh nhôm hình chữ V. Đấy, và lốp của trước cũng là lốp zin theo xe. Dòng lốp 26 nhân 26 nhân 1.2.0 các bác nhá. Đấy, nan hoa trước cũng là nan hoa inox này con này, rất là đẹp. Và con này thì nó đang còn đẹp đến trên 90% các bác ạ. Hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà đang còn đi rất là trơn trượt. Vâng. Con này thì em cũng báo giá nhanh luôn cho bác là giá của bên em đang bán với giá là 5 triệu 500 nghìn đồng các bác. Đấy, 5 triệu 500 nghìn đồng một con xe sử dụng 3 sóc và dòng xe gấp, dòng xe địa hình đó nhá. Thương hiệu nội địa Nhật các bác ạ. Con này rất là chất luôn. Về form này đi rất là khỏe và đi rất là nhẹ các bác. Và bác nào quan tâm thì liên hệ theo số điện thoại em là 0987199311 hoặc 0909999083. Các bác xem video thì cho em xin một đăng ký kênh và một nút like để có những video mới em lên sóng, các bác sẽ là người đầu tiên được tiếp cận vào sản phẩm của bên em. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau. Xin chào các bác.